Tiếp nối chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng, mời quý khán giả cùng đến với chuyên mục Thanh niên. Thưa quý vị, hiến máu tình nguyện, hiến máu nhân đạo nói chung là hiến máu của chính bản thân mình để cứu người khác. Đó là một hành động cao cả, một nghĩa cử vô cùng cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, thương người như thể thương thân của dân tộc ta. Với ý nghĩa cao đẹp đó, thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên hưởng ứng tham gia. Điển hình là chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề Giọt hồng áo thiên thanh sẻ chia niềm hy vọng do Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức. Chương trình đã thu hút hơn 100 đoàn viên thanh niên tham gia. Qua đây thấy được vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ Viện Kiểm sát Nhân dân đối với cộng đồng, xã hội, tô đẹp thêm hình ảnh người đang khoác trên mình màu áo thiên thanh. Đó cũng là nội dung chính của phóng sự trong chuyên mục hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Đây là lần đầu tiên chị Đàm Thị Kim Thuyên tham gia hiến máu tình nguyện. Chị hiểu rằng việc hiến máu tình nguyện là sự chia sẻ của mỗi cá nhân, đặc biệt là đoàn viên thanh niên, đối với những bệnh nhân cần máu. Là lần đầu tiên nên chị không khỏi hồi hộp, nhưng cùng với chị có rất nhiều đồng nghiệp cũng tham gia trong đợt này. Cùng với đó, chị nhận được sự động viên của các tình nguyện viên. Sau khi được khám sàng lọc, chị đã đủ điều kiện hiến máu. Và sau một thời gian ngắn, những lo âu của chị đã được xua tan. Thay vào đó là niềm vui, chị mong những giọt máu hồng của mình sẽ góp một phần nhỏ bé để cứu chữa cho bệnh nhân. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được tham gia hiến máu tình nguyện. Trước đây thì đối với riêng cá nhân tôi thì cũng thấy rất là lo lắng và cũng là hồi hộp vì chưa thực hiện cái việc hiến máu tình nguyện bao giờ. Nhưng là trong cái buổi ngày hôm nay thì cũng đã được các tình nguyện viên hướng dẫn cũng như là tuyên truyền những ý nghĩa rất là cao cả và tốt đẹp của cái việc là hiến máu tình nguyện. Và hôm nay cũng như là một cuộc kiểm tra sức khỏe của bản thân và không chỉ riêng cá nhân tôi mà từ lãnh đạo các phòng các cấp cũng như là viện sát tỉnh thì mọi người đều cũng rất là nhiệt tình tham gia với tinh thần là sẻ chia niềm yêu thương, hiến những cái giọt máu nào của mình để cứu chữa người bệnh, đặc biệt là trong cái tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra rất là phức tạp như hiện nay thì cái hành động nhỏ bé này của chúng tôi sẽ là cái nguồn động lực to lớn cũng góp phần cùng chống lại dịch COVID-19, hỗ trợ cho ngành y tế. Hưởng ứng cuộc vận động hiến máu tình nguyện của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề Giọt hồng áo thiên thanh, sẻ chia niềm hy vọng. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ nhân viên Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp, cấp tỉnh và cấp huyện, thành phố. Chương trình đã thu hút 108 cán bộ, nhân viên Viện Kiểm sát Nhân dân tham gia. Chương trình đã nhận được 57 đơn vị máu, trong đó số lượng máu nhận được của lực lượng đoàn viên thanh niên chiếm 70% số lượng người tham gia. Với số máu thu về cho thấy, bất cứ việc gì, ở đâu, đoàn viên thanh niên luôn là những người tiên phong. Chương trình hiến máu tình nguyện do Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức lần này, một lần nữa cho thấy lực lượng trẻ đã phát huy tốt vai trò tình nguyện, xung kích, tham gia các hoạt động nhân đạo. Nghĩa cử cao đẹp của những người đang khoác trên mình màu áo thiên thanh như một làn gió lan tỏa trong cộng đồng. Anh Hoàng Văn Trung, trên cương vị là một bí thư đoàn, anh đã tuyên truyền vận động các đoàn viên tham gia hưởng ứng chương trình bằng hình thức chia sẻ các bài viết về lợi ích của việc hiến máu, những điều cần biết khi tham gia hiến máu trên trang Facebook của chi đoàn. Anh cũng là một trong những đoàn viên đã có 3 lần hiến máu tình nguyện, và đây là lần thứ 4. Vì vậy, anh Trung có khá nhiều kinh nghiệm rút ra từ bản thân. Anh đã lấy những kinh nghiệm của mình chia sẻ cho các đoàn viên thanh niên trong đơn vị. Từ đó đã thu hút được nhiều người tham gia. Đây là lần thứ 4 mà tôi tham gia hiến máu tình nguyện. Khi mà được ban tổ chức công bố là tôi đã đủ điều kiện để hiến máu đợt này, thì cá nhân tôi rất là vui. Tôi thấy việc hiến máu tình nguyện là một việc làm rất ý nghĩa đối với một đoàn viên thanh niên trẻ như tôi. Tôi hy vọng các đoàn viên thanh niên trong đơn vị cũng như là đoàn viên thanh niên Viện Kiểm sát 2 cấp sẽ hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện của đơn vị. Hiện chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh có 17 đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt, và trong chương trình hiến máu tình nguyện lần này có 15 đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia. Đây là lần đầu tiên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức một chương trình có ý nghĩa như vậy. Chương trình đã nhận được sự nhiệt tình tham gia của đoàn viên. Bên cạnh đó, chi đoàn thanh niên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh còn tuyên truyền đến các chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện, thành phố về hoạt động này. Hàng năm, chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh có 2-3 thành viên tham gia hưởng ứng các cuộc vận động hiến máu tình nguyện của Ban chỉ đạo vận động hiến máu của tỉnh. Để huy động được sự tham gia của các đoàn viên thanh niên vào chương trình hiến máu,
Chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo đơn vị, bởi đoàn viên sẽ là lực lượng nòng cốt trong chương trình lần này. Họ là những người trẻ, có sức khỏe, lòng nhiệt huyết, cùng khát vọng được cống hiến cho cộng đồng. Chính nghĩa cử cao đẹp này sẽ tô thêm màu áo thiên thanh, màu áo đại diện cho công lý. Ngoài lực lượng đoàn viên thanh niên, chương trình cũng nhận được sự tham gia của cán bộ công chức trong toàn ngành. Về cái công tác triển khai, về hiến máu tình nguyện trong ngày hôm nay thì chúng tôi đã có kế hoạch xây dựng cách đây hơn một tháng và vận động toàn thể cán bộ công chức ngành kiểm sát tỉnh Cao Bằng cùng tham gia. Với ý nghĩa như vậy thì chúng tôi thứ nhất là mang tính chất giáo dục tuyên truyền cho tất cả cán bộ kiểm sát viên hai cấp, ngoài cái việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành là bảo vệ pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhà nước, của tổ chức, của xã hội, của công dân, thì chúng tôi gắn vào với việc là nâng cao hơn cái ý thức trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội, chung tay cùng xã hội để hiến máu đối với xã hội. Ngoài cái việc là hiến máu tình nguyện thì chúng tôi còn tổ chức để chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày chiến thắng biên giới Thu Đông năm 1950 cũng như ngày giải phóng Cao Bằng mùng 3 tháng 10 năm 1950 và mùng 3 tháng 10 năm 2021. Tập thể lãnh đạo chúng tôi cũng rất là phấn khởi, vui mừng khi nhận được sự ủng hộ toàn bộ của các cán bộ kiểm sát viên trong toàn ngành Viện Kiểm sát hai cấp. Và chúng tôi cũng rất mong muốn là trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục phát huy hơn nữa về cái tinh thần tương thân tương ái, và chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức những cái đợt hiến máu để cống hiến một phần sức của mình đối với cộng đồng, đối với xã hội. Chương trình hiến máu tình nguyện là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày chiến thắng biên giới năm 1950, 71 năm ngày giải phóng Cao Bằng mùng 3 tháng 10 năm 1950, mùng 3 tháng 10 năm 2021. Đồng thời, qua hoạt động nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động, ngành kiểm sát nhân dân đối với xã hội, chia sẻ yêu thương đối với cộng đồng, góp thêm những giọt máu hồng quý giá cho công tác điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hiến máu tình nguyện là một hành động nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta. Mặc dù là lần đầu tiên tổ chức, nhưng chương trình hiến máu tình nguyện mang tên Giọt hồng áo thiên thanh sẻ chia niềm hy vọng được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức đã thành công tốt đẹp. Với phong trào này, thời gian qua, một số cơ quan đơn vị cũng đã tổ chức và được cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, đặc biệt là đoàn viên thanh niên tham gia tích cực. Chúng tôi xin điểm lại hình ảnh, thông tin một số hoạt động hiến máu tình nguyện tại một số đơn vị từ đầu năm đến nay. Tính riêng 9 tháng đầu năm 2021, qua các chương trình hiến máu tình nguyện, toàn tỉnh thu được 1.500 đơn vị máu, trong đó lực lượng đoàn viên thanh niên chiếm khoảng 70% tổng số người tham gia hiến máu, với hơn 1.000 đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia. Những giọt máu này đã cứu sống nhiều bệnh nhân qua cơn nguy kịch, trở lại cuộc sống bình thường. Để có những kết quả trên, Hội Chữ Thập Đỏ đã làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, tổ chức vận động hiến máu tình nguyện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong đó thực hiện đăng tải gần 100 tin bài phản ánh về hoạt động hiến máu tình nguyện của đoàn viên thanh niên trên các trang mạng của hội, nhóm. Hàng năm, tổ chức ngày hội hiến máu vì sức khỏe cộng đồng tại các huyện, thành phố và các chương trình hiến máu tại các cơ quan đơn vị. Biểu dương khen thưởng những tấm gương tiêu biểu trong tham gia hiến máu cứu người nhằm tạo động lực, khích lệ mọi người cùng tham gia, đồng thời tổ chức phát tờ rơi, treo áp phích, thành lập các câu lạc bộ, nhóm hiến máu tình nguyện, ngân hàng máu sống. Các hoạt động trên đã tạo sự quan tâm hưởng ứng của đoàn viên, hội viên các tổ chức xã hội trong tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền vận động sâu rộng hơn nữa trong tất cả các lực lượng, trong đó là lực lượng đoàn viên thanh niên. Có những em nhỏ mới lớn lên, mới đủ 18 tuổi đã đăng ký tham gia, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Thì cái công tác tuyên truyền đã đi vào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Ví dụ như đi tuyên truyền vận động ở Bảo Lạc, Bảo Lâm, thì có rất nhiều em học sinh và đoàn viên của các xã
ở vùng sâu vùng xa ấy, thì là đến đăng ký tham gia rất là nhiệt tình. Có những bạn mà đến kiểm tra xong không đủ điều kiện hiến là còn cứ đi ra đi vào, có bạn thì cứ tại sao lại không được đấy. Thế là cái công tác tuyên truyền thì đã vẫn tiếp tục phát huy những cái ưu điểm trước đây, và đồng thời bây giờ là tuyên truyền rộng hơn hiến máu cứu người, đấy là một nghĩa cử cao đẹp. Còn ngoài ra hiến máu theo chỉ định của bác sĩ là không có hại cho sức khỏe mà thậm chí là còn tốt cho bản thân, bởi vì là cái cảm giác của người hiến máu sau khi hiến máu về là cảm giác mà cảm nhận rõ nhất đấy là hạnh phúc đấy. Cái tuyên truyền này thì cái lực lượng thanh niên là rõ nhất này, có rất nhiều bạn tham gia là một năm 4 lần, đúng theo quy định cứ 3 tháng là 1 lần đấy. Đấy, có nhiều bạn đoàn viên tiêu biểu thì trong 1 năm là Cao Bằng tiếp nhận được hơn 3.000 đơn vị, thì trong đấy cũng khoảng gần 80% là của lứa tuổi đoàn viên thanh niên. Đấy, và cũng thời gian tới là chúng tôi cũng sẽ mở rộng và tập trung vào các đối tượng trung niên, bởi vì theo tuổi quy định là từ 18 đến 60 thôi. Thì những ai đủ điều kiện tham gia hiến máu thì cũng đều tham gia vận động, giống như cuộc hôm nay có nhiều anh chị đã ngoài 40 thậm chí gần 50 tuổi rồi cũng lần đầu tiên tham gia hiến máu. Đấy là cái công tác hiến máu là không chỉ tập trung vào lứa tuổi thanh niên nữa mà sẽ mở rộng ra trung niên. Chương trình hiến máu tình nguyện của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và nhiều đơn vị khác tổ chức trong thời gian qua đã thu hút được đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia. Đây cũng là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động, trong đó hiến máu tình nguyện là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, bởi những màu áo xanh đã đem lại niềm tin, hy vọng trong cuộc sống cho những người đang cần những giọt máu của họ, đem đến cơ hội cho những bệnh nhân nặng trở lại với cuộc sống đời thường. Máu là loại thuốc điều trị đặc biệt quý chỉ có thể được hiến tặng từ những trái tim nhân ái, với tình cảm và trách nhiệm cao cả của mỗi người với cộng đồng. Bởi vậy, mỗi chúng ta hãy phát huy vai trò của tuổi trẻ, cống hiến vì cộng đồng, bởi một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Chúng ta hãy cùng nhau làm một điều gì đó thật ý nghĩa cho cuộc sống này. Chuyên mục tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.